Hello, xin chào mọi người. Đây chính là một server Discord của Sinh Tố Team dành cho ai là fan của Sinh Tố Team. Nơi này các bạn có thể giao lưu với bọn mình nè, hoặc là những bạn fan khác. Không những thế, Discord này còn có những trò mini game khác để cho các bạn chơi cho đỡ chán nữa. Ví dụ như là Naruto đó, hoặc là các bạn chơi bắt Pokemon. Và một trò được nhiều người trong cái Discord này thích nhất đó chính là trò ma sói. Nếu các bạn fan của Sinh Tố Team và muốn tham gia giao lưu với bọn mình thì đừng quên vào phần link ở bên dưới nhé. Ủa trời, anh ngồi đây nãy giờ mà kỳ vậy, không ai tới ta? Kỳ vậy? Trời, có vài ta mọi người rủ mình ra đây chơi mà tự nhiên giờ ra đây ngồi đợi cả buổi giờ mà mày ra chạy. Không thấy ai vậy, không lấy mình bị lừa ta? Rồi hello, xin chào bạn ha, chào mừng bạn đến trên đó mình. Mày là chi tivi đây, trước khi vào video nhớ like, share, sẻ, đăng ký trên đó mình nha. Và giống mọi mình nha. Ý, cái gì vậy, cái bọn quái vật vậy? Núp vô cạnh trời. Ủa trời, bọn quái vật kia đâu có đâm gì? Rồi, và nhớ qua đăng ký ủng hộ tất cả người trong em tốt và đăng ký trong kênh của mình đó. Và cũng đừng quên tham gia group Facebook Lầy Sinh Tố và tham gia luôn vào cả fanpage của mình nha. Và bạn nào muốn nói chuyện và chơi game của mình nhớ tham gia link Discord để dưới phần mô tả. Ok, giờ mình chạy đây. Trời ơi, mình bị lừa ai, mấy người trong làng lừa mình rồi. Trời ơi, con kêu quá trời quá giật luôn. Ui, ở đây gì vậy? À đâu, trời ơi, ở đâu ra thêm mấy con mày vậy? Ê, ui, ai cứu không vậy? Ui, đâu đây? Đâu ai vậy? Cứu kìa. Ê, ai vậy? Nè chị. Ôi, ai đây? Ôi trời ơi. Ôi, mấy người là ai vậy? Ủa gì vậy? Mấy con xe làm bị nướng cháy luôn rồi kìa. Ê, mấy người này là nhắm ai rồi? Quái vậy? Quái vậy? Bình tĩnh. Ông Bộ Nghĩa mà bà thì mới cứu nó xong rồi. Kêu quái vật. Oh my god. Ôi, ai vậy? Ôi, bắn nó chi trời ơi. Con người mà có chân, có thân ngựa vậy? Trời, vậy là nhóc này chưa biết rồi. Chắc nó không biết thì nó kêu bà quái vật quá trời. Hai bạn nói chung là chị đây xin giới thiệu hai bạn chị là chị em Nhân Mã, là chị em Nhân Mã. Amazing, good job em. Nhân Mã. Ui, là người ngựa hả? Đúng rồi. Có tình là ta đá người không ạ? Hay à, tình. Ôi, nhưng mà sao có thả kiểu à, có tự nhiên có thân ngựa vô nhìn khó nhìn người ta. Thân người ta sao kệ đi, nhưng mà điều quan trọng đây là tại sao nhóc ở trong rừng này vậy? Tại vì sáng có mấy người bạn rủ em ra đây mà. Nó hàm chơi nó gì vô rồi. Đâu có, sáng giờ có vài người bạn cho em ra đây ngồi đợi bọn họ. Em đợi cái buổi trời luôn, có ở đây ai đâu. Trời, đây là địa phận của bọn ta không mà dám tới. Dạ. Bạn bè tới nữa. Nó ngủ bọn em tới nguy hiểm lắm đó. Nhưng mà bọn quái vật kia quá trời luôn. Đúng rồi, luôn vậy chứ sao? Vậy em có nhà không? Không, vậy em không biết đường về nhà nữa. Rồi. Trời. Này, ta đã lòng thương xót người lên đây. Đâu? Đây à? Rồi, giờ đi đâu? Ta nói chứ. Bám chắc vô. Rồi. Ừ, coi chừng vậy. Coi chừng lọt á nha. Nói chứ. Dạ. Đâu rồi? À, không có gì đâu, em lên chị nè. Ok. Chị đó dùng thực biến mất rồi. Đây. Ủa, giờ đi đâu vậy? Ừ, chạy trong cái mắt leo nhỏ hả? Ủa, ý ở trước mình thấy có lâu đài gì kìa. Ê, để bà chị dắt chị, dắt em về lâu đài của bạn chị. Ú, dạ, lâu đài của chị luôn hả? Thấy cái gì nữa này không? Thấy. Chúng mày nha. À, đi có cái mặt kìa. A few minutes later. Rồi. Lâu đài của bọn chị đây hả? Đúng rồi. Đây là lâu đài của bọn chị đây. Lớn quá vậy. Vô. Tất nhiên rồi. Ôi, đúng lớn không? Nhưng mà vô lâu đài của bọn ta thì phải chống bọn ta thấy ngựa đây. Ai vậy, thấy ngựa thấy sao? Ủa, em đâu biết tới thấy. Chị làm mẫu đi. Ai làm mẫu đi. Rồi em xuống đi. Xuống rồi, em xuống rồi. Ý tí ngựa thử đi, làm mẫu cho em nghe coi. Làm mẫu đi chị. Em biết chứ. Ủa, em làm gì biết tí ngựa? Em luôn. Rồi, bây giờ vô đây nè. Ủa, đi đâu đây? Ủa ôi, nhà có bọn chị lớn vậy? Đây trước của lâu đài, hiểu không? Wow, to ghê luôn á. Ủa, phòng vậy? Nè, phòng này phòng bọn chị đựng đồ á mà. Em ơi, ra đây, xuống đây. Rồi, ra chuồng gà ngủ. Dạ, này chuồng, này chuồng ngựa mà, đâu phải chuồng gà. Trời, này phải chuồng gà nè. Rồi, kéo ngoài dạ, kéo ngoài đó kỳ cục vậy trời. Nhưng mà sao nhà chị mà không có đường nào vô vậy? Đừng lo, nhà bọn chị... Thôi, nhà bọn chị rộng quá. Đây, căn phòng ở đây. Đâu vậy, đâu vậy? Đây, căn phòng trong đây. Ủa, nhà hơi rộng xíu.
này đó, phòng cho lên lên. Ủa hai chị nghe cái này đúng là nhạc của hai chị không vậy? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi chị. Đó. Vậy à, chỗ đây, ai chị ở đâu? Đây. Bà này bà nói giờ bà tàu la bà bị khùng quá đây. Thứ này rồi. Đây là chỗ quân của lính người ta ở chứ ai đâu chỗ bà. Đây. Rồi. Giờ đi em. Đây này. Rồi. Trời ơi, cái phòng đó phòng tiếp mắt nè. Chị thì nhắc vòng vòng cho coi thôi mà. Phòng nhà chị lớn vậy. Trời quá cho phòng luôn. Lớn lắm luôn. Wow. Đang đi mất mà quên lận luôn. Đó xin ông. Trời, có mấy bộ áo trong đây luôn à. Thấy rồi chưa? Quá rộng luôn á, nhà hai chị này đúng là rộng luôn á. Đúng là nhân mã khác à. Còn phòng này quá wow, phòng hợp luôn hả? Đúng rồi, phòng này hợp. Rồi. Bàn chuyện đại sự đó đi ra không? Chém chết vậy. Rồi, thôi dưới đó. Phòng này phòng gì đây? Phòng ăn uống hả? Nhưng mà giờ em đói bụng quá à. Ai chị thường ăn gì ạ? Nó như ngựa, em nhớ này nó thường ăn là lúa, em rau. Nhưng mà giờ chị là nửa người, nửa ngựa chị ăn gì ạ? Ai chị ăn? Ăn cho người bình thường thôi. Gì? Đây đợi xíu để chị lấy đồ ăn cho. Em ra ngồi chị à. Đây ngồi chị nói lại cho nghe. Rồi. Trời. Rồi lòng thật chị. Lên lại á, để đây mình ngồi đàng hoàng lại á bạn ạ. Ok rồi. Trời ơi, thắc mắc là ngựa ăn gì đó. Hả? À, ngựa ăn gì chứ? Đúng không các bạn? Em dạ trời dạ chị. Chị ăn thịt nghe ghê vậy. Dạ. Món gì đây? Nè, đồ ăn đàng hoàng nè. Đó là món thịt thiệt chứ ơi. Vậy. Rồi món này cô biết tới luôn nè. Ủa, ta biết mất rồi. Ồ, lấy đại. Âm nhâm 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 nhâm. Ngon quá vậy. Ôi, ta cho em ăn hết. Ê, dạ nó dạ, trời. Lấy đại. Nhâm 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 nhâm. Ngon quá, đúng no, thiệt luôn á. Nhưng mà em thường nghe nói là nhân mã như trước là giỏi bắt cung luôn mà. Hai chị bắt cung giỏi vậy. Thấy cầm cung hai người đẹp vậy. Em muốn thử không? Không, không, chỉ là tiền sản luôn á. Lớn rồi. Bốc phét ít thôi. Nhưng mà hai chị cảm đâu ai cung nhìn đẹp vậy? Xanh lè. Kê đây. Đây nè. Đâu? Nói chị biết. Ê chạy vậy nha. Ê chạy vậy chứ. Đâu vậy? Lỡ bắn. Trời ơi. Ủa chỗ này tập bắn cung á. Dạ. À nãy giờ mình mới dầm. Đúng. Ê tập bắn cung đây à. Quên chứ. Đúng. Rồi em chưa có mũi tên. Đâu bắn. Ủa đưa rồi mà. Đâu? Lái à. Từ từ. Bà chị này mày chán bốc bay. Á lụng. Bà em này. Trời ơi mày chị. Bà trả đi. Trời ơi bà này. Đâu. Ủa, mũi tên đâu mà bắn thử coi coi. Chuẩn không? Chuẩn không mày? Chị à. Ừ. Trời ơi em cái nào chính vậy? Bắn. Chị à. Nè. Ngươi nghĩ là cầm cung bắn. Lên là muốn bắn. Trời. Đó không phải là cách để luyện cung của nhân mã đâu. Mà là tụi ta phải tập tay mỗi ngày để có thể cung dương dung ra mạnh hết sức có thể là bắn đó. Tay mà nhưng mà tập tay gì? Đúng rồi. Ê trời. Tao vậy. Đang bắn mà tụi em nhảy vô nè. Nè, bây giờ không, ngươi trả công đây, bây giờ chúng ta phải đi gặt lúa, chúng ta phải đi chặt gỗ để có thể luyện cơ tay, hiểu không? Nhưng mà em đấy, ai chị là ngựa sao còn nuôi ngựa trong đây vậy? Ủa, cái này là do lính của ta, lính hiểu không? Lính à? À, lính cho lính. Nè, cho ngươi, cái này đi chặt cây chặt gỗ hả? Luyện tay hả? Đúng rồi, năm xì tắc. Vậy năm xì tắc dữ gì trời? Ê, bà hôn đó kìa. Trời ơi, này gan quá. Bận quá vậy. Ôi, ở đâu ra bằng mày tông vậy, tao đứng trước cửa luôn. Nó lâu lâu tới là xâm chiếm lãnh thổ tụi mình á, cho nên á em phải biết bảo vệ lãnh thổ, hiểu không? Thì em đi vô rừng bên này chặt cây, mong là đừng gặp cái tụi đó. Rồi, bây giờ em phải cầm cung theo đây nè. Cầm theo bảo vệ người nè. Cung đọc. Rồi, cung của nhỏ xong rồi mà đòi đưa lại, không hiểu hết á. Bây giờ em đi đào đây. Đào cái hay quá. Chúng ta mình sẽ chặt cây năm xì tắc. Trời. Bu cà. Gì vậy? Bu cà vậy? Mấy đứa này làm gì á, đeo cái này vậy hả? Rồi. Con cảm ơn con em chị nha, lo con em chị nó bị đó bà đi phá nhà. Rồi. Dạ, cãi nhau rồi. Mày im đi mày, mày mắc dạy quá mày. Ủa bà làm chị tôi hơi lâu á, xuống đi bà. Rồi. Rồi cãi nhau hoài luôn bà ơi. Rồi, mình sẽ cố gắng đập hết mớ cây luôn. Rồi, ôi trời ơi, không biết chừng nào mới đổi nữa, giờ mỏi tay quá bạn ơi, mỏi tay quá à. Chị ơi. Chị á. Ứng đâu vậy? Minutes later. Giờ nè, em mà không chặt đủ số lượng gỗ tối nay sẽ không được ăn cơm rồi. Dạ chị á, trời ơi, cố gắng thôi bạn ơi. Rồi, cố gắng chặt đủ 5 xì tắc gỗ thôi. Cố lên. Rồi, chặt đủ rồi nè.
Năm cái cách trời, mệt quá à. Rã cái tay luôn. Ok em. Đủ rồi đó. Mệt rồi, tao về tao chị ơi. Đi, đi về đi em. Mỏi tay quá à. Mỏi, muốn gãy rồi hai tay luôn. Ủa, tối nay là tối nay ăn cái gì vậy? Tối nay sẽ ăn một món rất là ngon. Bữa này nè em đi đâu vậy? Thôi, em đi nhầm. Bữa năm bữa tươi. Em đi nhầm. Này nè. Thôi, em cũng vô chỗ nè. Ok. Rồi. Ok, giờ nấu đồ ăn nè. Ôi, con em nó bị đâu cha? Chắc đi đâu cả trời. Trời, tụi nó đi mỹ phẩm nè, mấy người về chưa vậy? Dạ rồi. Rồi mà tôi ngồi đây, ít ngồi đây mới được. Em nguyên một buổi. Em ơi, em đâu rồi? Ở nhà bếp, ở phòng bếp. Ra sẵn đi, ra sẵn đi. Sẵn gì ạ? Ở gì vậy? Đi đi, qua đây, qua đây. Chị mới chuẩn bị phòng cho em nè. Ôi, đẹp dạ. Ủa em ở phòng này á, tối nay em ngủ qua đêm rồi. Màu đỏ luôn, đẹp quá dạ. Rồi, cảm ơn chị nha. Chị sẽ quyết định nhận nuôi em, được không? Dạ, dạ, được, nhận nuôi, được. Nhưng mà... Cái bây giờ nè. Đây rồi chị. Đây. Đừng nói cho bà kia biết nha. Trời dạ. Bà đâu biết. Bà đâu biết là Sukada của mình luôn á. Đây, chị sẽ cho em một cây cung mới. Ủa, cung mới luôn hả? Cung gì ạ? Cung này có viên viên đỏ đỏ luôn. Một cây cung trắng hả? Wow, đẹp. Ủa, mày nghe ai không? Sao bà cho là nổi nhạc chết. Mũi tên màu xanh luôn á, ghê vậy. Ok, rồi. Vô ăn cho ăn. Vô ăn. Ủa, chị kia không biết xong chưa nè. Trời ơi. Làm gì vậy? Hai đứa làm gì vậy? Trời ơi, cho ăn. Wow. Trời ơi. Ngon quá à. Đúng nè luôn á. Rồi. Ngon xuất sắc. Có kem luôn. Nhưng mà chưa được ngủ là. Đi ra làm gì nữa? Ăn xong no no rồi. Chút rồi đúng không? Đi ra đây. Ủa, dạ, em thấy cái này không? Phải chị. Bây giờ em phải tiếp tục khởi động luyện cái tay. Tới làm gì? Ra vậy tối mới được đi ngủ. Cái gì? Luyện cái tay gì nữa? Sắp xếp hết tất cả các tấm rơm này dồn lại một cục. Rồi. Nhiệm vụ anh tắm đi đâu mà. Bây giờ chị nhường lại cho em đó, giờ chị đi ngủ. Mất dạy. Trời gì kì à, giờ rơm đóng rơm này để đâu? Trời ơi trời. Có bà kia kìa. Gì vậy? Dạ. Nó làm thì nhanh. À, em để ngay góc kia kìa. Góc này hả? À? Ok chị. Đâu rồi? Chị để bánh ở đây nha. Mệt mỏi thiệt nhưng mà đóng rơm này cũng mất mà đâu gì đâu, mình thu nhanh đi ngủ. Ủa nhìn này đi đâu đây? Ủa cái chỗ là chỗ gì á? Có dẫn đi đâu đây nhưng mà không biết nữa. Nhưng mà chắc cái này cũng chẳng có gì đâu, thôi đi ra. Thôi bỏ đóng rơm này, còn đóng rơm này nữa ta. À đây rồi. Đây luôn. Ủa có bánh nãy chị Nhân Mãi đã cho mình à. Rồi xong rồi. Thôi đi ngủ ra đi. Còn cục nè. Đập vô đây luôn. Hình như hết rồi. Ô lẽ mày phải bỏ đóng hết đóng mày vô đó trời. Lẽ đập phải bỏ lại vô trong kia mới đúng chứ. Tự nhiên để ngoài này. Đặt tay rồi xong rồi. Thôi đi ngủ. Ủa trời tới thui rồi. Thôi đi ngủ đây rồi, mệt quá à. Thôi đi vô ngủ một giấc thôi bạn ơi. Thôi ngủ đi, sáng 5 giờ vậy chưa dậy vậy? Dạ 5 giờ dữ vậy. Chị mình phải dậy sớm đi tập thể dục. Ôi dậy sớm, trời sao đây mệt với ta. Thôi đi ngủ giấc thôi bạn ơi. Nằm cái gì vậy? Ok, giờ thì nằm ngủ thôi. Dậy đó. Dạ. Trời ơi. Trời ơi. Cái gì sắp chết vậy? Ủa mưa hả? Trời chưa sáng mà. Nó chưa sáng thì vẫn phải dậy. Sớm quá vậy, giờ dậy ra làm gì đây? Giờ ra mới tập tay rồi đó, tay rụng rồi đó, không phải tập lại chứ đừng có lại. Ok, thôi được rồi, mình ổn mà. Giờ làm gì? Bắn cung. Bắn cung hả? À, chị ơi, cho em xin mũi tên đi, hết mũi tên rồi. Không đủ. Đây nè. Rồi, bắn cung phải không? Bắn vô tâm đó phải không? Đúng. Bắn cung. Ê. Trời ơi. Đúng là cái bẻ luôn. Bẻ banh chành luôn rồi. Cái cung xuất sắc em. Cung này mạnh quá vậy. Cung này hoài chuyện luôn á. Gì vậy chị? Ở đâu ra gì em? Chị kia cho em. Chị kia cho em kìa. Dạ. Ôi, sấm chớp. Gì bà bắn thôi. Ôi. Sao em tự ý đưa cung đó cho nhóc vậy? Ôi, dạ vậy. Cung em tạo ra thì nó phải chạy chứ. Ơi, thủ dân nè em. Thử. Thủ dân đây không? Ô ta gì? Ô ta. Thôi bắn tiếp đi. Bắn nè. Ôi. Ô ta nè. Ôi, thả quá nhưng mà sao banh từ lâu lại. Không sao đâu em. Xuất sắc. Rồi, không sao đâu. Cung này mạnh rồi, giờ mình sẽ tới làm ba chỗ rồi. Bùm nè. Bây giờ em phải
đi săn thỏ bằng cung thường để cho tập luyện nhắm săn chúng. Thỏ bằng cung thường chúng. Hình như kêu con thỏ trắng này đúng không? Con thỏ kia vào đầu bắn tụi nó là nè. Quy định khi bắn thỏ nè, không được bắn hai lần, chỉ bắn một lần duy nhất. Nhắm. Ok á. Ôi trời sáng luôn rồi. Bắn nè. Đi, chúng rồi. Đi nó chạy ra, nó chạy ra, nó chạy ra. Chưa chết nó không bụi thỏ này. Nó lấp cái bụi rồi. Con bé tới em. Nó thấy là không, không cần nó bé em vẫn bắn được nó. Bắn nè. Trời. Chết lắm, chết lắm. Trời, trời, trời. Quay lại sao em đi. Gì vậy chạy? Quên bày đây nè, chị bắn. Rồi, rồi. Chạy hết rồi. Mày, một con. Đúng rồi. Hai con nè, ba con nè. Vậy chạy lượm thịt thỏ với. Ok. Ok, con kia chạy đâu rồi? Không thấy đâu. Không thấy. Trời ơi. Đi, đó, chạy ơi. Con nhảy nhảy, con này nhảy. Núp bụi này nó ít sợi liền. Em thấy thằng này có tố chất làm nhân mã rồi, nhưng mà nếu như mà khẳng định nó vậy thì mình phải đi quyết đấu với kẻ thù lại. Ừ, cũng đúng. Cho bọn mày chết nè. Chết đi nè. Trời, tổn thọ. Ăn mệt nha. Trời. Ủa mà dạ. Chị quên hỏi tên em rồi, sống được ngày hơn một ngày thì quên hỏi. Em tên là Ha Chi. À, chị tên là Vinh. Còn bà kia tên là Bu. Bu Bu hả? À, chào chị Bu nha. Ôi, nhưng mà chị nói gì nè. Bi hả? Bu Bi hả? Hà Bi Bu. Em biết dạo này tại sao á bọn dân làng, bọn thổ dân hay tới đây không? Sao chị? Nói em nghe, tại vì á cái tụi cái ông chồng của bọn thổ dân bên đó rất là ghét tụi bên thổ dân nhân mã bên tụi chị, cho nên á hay chiêu người qua để xâm chiếm lãnh thổ. Yeah. Bây giờ em phải thay mặt tụi chị đi đánh tụi nó lại. Để, nhưng mà chỗ của nó chỗ nào vậy, em có biết không? Chị sẽ đưa bản đồ cho em tới đó, nhưng mà em chỉ được đi một mình thôi, không có tụi chị đi theo được. Không sao không sao, Chúa phù hộ em, Chúa phù hộ em nha. Ok, nhưng mà chị đưa cho em lên mũi tên đi, hết mũi tên này. Ok, chị sẽ đi chuẩn bị hành trang cho em được nha. Rồi, ok, nha. Ủa, chị cài lại đầu đem bắn, cố bắn vô cái đó này. Bắn mày nè. Thôi dạ, ta nhóc này phá gì, nhà nhiều quá, bây giờ mình phải sửa xe mẹ lâu lại với. Chạy sửa đi em ơi. Bắn thử mày mới được. Dạ coi nè. Ê. Em ơi, chị nghe thấy tiếng nổ hơi bao nhiêu rồi đó. Đâu có nổ gì đâu, không có nổ gì đó, chưa nổ gì đó nha. Đứng đây bắn cho dễ rồi, cái cục đang nhìn ngứa mắt quá. Ê, chị kia bắn này. Bắn tiêu luôn. Cho nó bay lên đi em ơi. Trời, chán thiệt, trời ơi, định bắn cục đó, nhưng mà giờ chuẩn bị nè, ok. Giờ đợi cho mấy chị đó chuẩn bị cho mình thôi. Không biết chị đó nãy giờ mấy tiếng rồi, mà không biết chị đó sao ta. Sao rồi? Chị sẽ đưa cho em một số mũi tên nữa. Mũi tên. Một số lương khô đi ăn nè. Cây kiếm này sẽ giúp em đánh được tụi nó. Wow, kiếm xanh luôn á. Ok, hướng nào vậy? Chị, em đâu biết được đi ra. Chị quên chị, bây giờ nè. Em đi ra sau cái tàu lâu này, đài này nè. Xong em biểu trái. Biểu trái à? Một con kênh đó. Rồi đi băng băng kênh đó là tới. Ok, chúc mấy chị may mắn. Ê, trời. Nhưng mà thầy, nhớ lấy chiến lợi phẩm về nhà em. Cái mặt nạ của thằng tùm đó. Ôi, còn một tim luôn. Chạy, bây giờ này bị chơi mất chạy quá bà. Chị phải làm sao bây giờ? Chứ ai bây giờ đây? Chị cũng nó mạnh quá thôi, đi qua đây rồi quẹo tay trái á. Đi. Trời, mệt quá. Mình đi đường nào trời, đúng rồi. Bọn thổ dân kìa. À, thì ra là bọn chúng ở chỗ này á. Tên trưởng tộc các bạn ở dưới đây chiếm qua đây. Ui, được lắm. Bọn thổ dân á, cho bọn mày đi chơi nè. Chết đi nè. Ôi trời. Ôi, bọn mày đóng cái gì? OT. Giờ phải hình như mình phải giết chồng trưởng làng chứ. À, ông chùm sao này. Bùm. Trời ơi, động quá bạn ơi. Ôi, mày ông mạnh vậy. Trời ơi, bắn liên tục luôn á. Bùm. Ê, ông chết rồi. Ủa gì vậy? Lì lợm nè, trời ơi. Ôi, ông chết rồi bạn ơi. Đánh thánh được bọn mày ơi. Trời ơi, đuối gì chứ. Nhưng mà, ủa, chị nhân mã kêu mình qua đây lấy cái mặt nạ vàng của ổng. Ủa, đâu ta? Xin vĩnh biệt cụ. Ông lấy, mình hết em với ông dân làng rồi. Hình như là mình nở cho cái mặt nạ nó nổ banh chảnh rồi tung té rồi. Rồi, ông xong rồi. Còn mấy đứa trong này à. Ô tê. Ôi. Thôi đi về. Trời mệt quá đi. Bọn này còn Ô tê nè, cho ăn cung nè. Ô tê, trời tao về báo cáo thôi. Rồi mình lỡ tay mình quậy banh chặn cho chỗ đó ngoài. Ôi, trên đường về mình vẫn còn gặp vài tên nha bạn ơi.
Ây da, ây da. Ây da. Ê. Ô, mặt nạ vàng. Ủa đâu ra vậy? Mày nè. Ủa, tự nhiên đâu ra cái mặt nạ vàng này rất là vậy? Ừ, nhưng mà như mặt nạ vàng này có tác dụng gì không ta? Mình xem thử coi. Mặt nạ vàng với mặt nạ này có gì đây khác nhau đâu? Thôi, tao chạy đi, tao về. Ồ, ừ. Ít gì vậy? Dạ. Ồ, tự nhiên mình có triệu hồi được. Là mình có dùng cái mặt nạ này triệu hồi cái bọn này á. Ồ vậy. Rồi, giờ kéo cái lũ đi về ở gì ta gọi là khu của nhân mã ra đi. Dạ, yêu, tới nè bạn. Về nhà. Ủa chị ơi, bọn tôi nhân mới nói sợ. Đấy em à. Ủa sao em có một đống quân lên quân thổ nhân vậy? Trời ghê chưa? Ghê chưa? Anh nói tự nhiên em đem mặt nạ lên, nó tưởng em là chủ của nó lên à. Nó nghe lời em. Cái gì em đánh được luôn hả? Ừ đánh được mà. Quậy đi, OT. Ai đi quậy nha. OT. Chạy chị ơi. OT. Thôi. Nhưng mà không sao, bây giờ em đã có sức mạnh được rồi đó. Thôi vậy được rồi á. Wow, thôi được rồi, thôi video tới đây em đã hết rồi. Cảm ơn bạn xem video này. Nếu như bạn nào thích video này nhớ like, share, đăng ký cho tụi mình. Nhớ ủng hộ mình nha và nhớ ủng hộ tất cả người trong đêm tối nha. Bye bye, chúc bạn ngày tốt lành. Ê dạ, đừng đánh quên lên cho em. Đánh chào. Đậu quân đâu. Đùng. Ê. Những bạn nào thích mình đăng những nội dung trên Facebook hãy nhớ tham gia vào link fanpage của mình nhé. Mình để dưới phần mô tả đó và bạn hãy vào click vào cái lượt thích này để theo dõi những video mới của mình nhé.